Rồi chào cả nhà, thì hôm nay tụi mình được chị Tiên với anh Phúc ghé chơi nên gia đình chuẩn bị mấy món đơn giản. Chị Tiên với anh Gavin với gia đình của anh Phúc ghé thưởng thức. Anh có anh Hải với anh bên kênh Hương miền Tây ghé chơi nữa các bạn. Nay mẹ làm đơn giản, này ốc đắng hả mẹ? Bắp gỏi. À, với mẹ nói là đổ bánh xèo nữa các bạn. Có ớt đồng chiên nước mắm hay là hả? Này ớt đồng chiên nước mắm. À, tại nghe nói anh Savi thích ớt đồng nên mua mấy gói ớt đồng nè. Mà mẹ nói là họ để chiên nước mắm cho ngon. Đây mấy giấy của anh mình đem xuống rồi tối. Ủa? Nhưng anh tưởng giấy kia anh coi thử cái hoàng giống mình không? Vậy anh nói giống quá. Giấy này giấy hồi tối của mình mà. Giấy này hồi tối còn đấy, còn giấy kia nằm dưới. Ủa gọi với tép nữa hả mẹ? Mẹ đốt gọi ốc đắng với tép. Thì mình đổ bánh xèo thì bằng tép luôn. Đổ xèo tép luôn hả? Chết bạc bắt. Mình giấy hồi mình chiên hả? Cái bạc đất kia mình luộc nước dừa. Cái bạc đất nào mẹ? Cái bạc đất bự hả? Ừ. Ở đâu vậy nè? Cái bạc đất kia nè. Một đó. Bây giờ mình làm gì trước? Bây giờ mẹ cho thời gian này mẹ chiên ớt trước. Chiên nước mắm trước hả? Chiên nước mắm trước. Tại này nó lâu nè, có mình lấy cái bếp mình đổ bánh xèo. Mình làm gì anh Minh? Giấy. Mình giấy nữa hả? Mình giấy đây. Giờ anh rảnh hả? Không cái này đâu có phụ gì được, mình giấy vậy hả? Mất mần nữa hả? Cái gì vậy? Đổ nợ đi. Ai khai anh khai. Anh buông này ra đổ nợ hơn nữa hả? Thì bắt là cực lắm mà anh. Chị đây chỉ là cực chữ hả? Mình ngâm nước muối nha bạn. Ngâm nước muối cho nó đời được nào mình mới lạc ruột ra sạch sẽ. Phụ dĩnh nha. Người bán thì người ta kêu khỏi mặn mà mình phải kỹ mặn mới được. Mình mặn, em thấy hồi tối mình mặn bị dơ á. Hả? Đúng rồi, không mặn ăn ngại miệng lắm. Đúng rồi. Ở trong đây nhỏ nhỏ không anh? Hả? Ở trong cái trong đây nó nhỏ, ngoài bự. Nè bươi này ra đi xa, bươi lấy tay bươi ra đi. Thời gian giờ mày chạy mà. Nó nhảy, nó nhảy. Cái này con dế non. Nhìn thì dế con á. Dế này mà đâu có lật cánh đâu. Mà nó đều đều hết. Nè nếu mà lật nhiều quá nữa mình nè. Chuyên bộ quá cô. Ê mày bắt mày. Mày làm rồi nó chạy. Mày làm sao đây? Dù dữ cho nó ướt không ra. Ê không, ướt đây kìa. Gì, ướt ướt con giấy chị đừng đưa để ướt vào đi. Sao nó còn không anh? Còn không? Đấy đây, để làm bằng cái này. Mà lấy nữa. Bỏ cái này vô, hồi nó bám đây cái lấy nữa. Nó còn nhiều lắm á. Nó còn lo ngán nặng thôi chứ. Không lo sợ hết giấy. Mới trời luôn. Ôi quá, cái đồ khó thân luôn à. Nhìn này ai nói ớt đồng đâu. Con ớt đồng này có nhảy một cái là hai con ớt này hết hồn luôn. Nhưng mà nhìn không người ta nói không có ớt đồng. Ớt đồng thịt nó khác chứ con. Đây nè, đây có ớt ớt nuôi nữa nè. Nhìn khác liền ha. Nè, cái này là ớt nuôi nè, nó khác chứ. Chút đỏ thịt này cũng nghe. Thịt nó trắng hơn, còn ớt đồng thịt nó trong hơn. Trong vàng. Nó trong nó vàng hơn nữa. Nó khác. Này là mẹ mần mày bỏ da hết trơn hả? Thôi bỏ da. Bởi vậy anh nói để da ngon mà mẹ nói để da chim nó đâu có được. Nổ rồi mẹ. Nó nổ chết. Để da nướng. Để da nướng. Nướng. Vậy cái con bự giữa là con đồng hả con? Đồng à. Đồng bự ghê không? Quá đồng hồi nãy bự chẳng á. Ừ. Nó nhảy một cái là hai tầm đất á. Con này nè, đây mới đúng là ếch nuôi nè. Ếch nuôi thịt nó đỏ hơn ha. Ếch nuôi thịt nó đỏ mà nó là liều liền. Nhìn nó không có chắc. Nhão. Con này thịt nó nhìn săn ha. Ừ. Nó có cái gì nó mình đang ba lần người ta chứ. Mừng con dế. Như đây mà chứ mừng lâu lắm. Tại tối mình với anh Minh có làm được số rồi. Chắc cũng mau lắm á. Không lâu đâu. Sao? Cũng mau chứ không lâu. Con nào già thì ngắt cánh còn hả nâu. Hai ông cái đùi nó vô mà nó. Có anh Tấn với anh Thông bên khách bác đi về xuống chơi các bạn. Anh thấy thằng này nó là dễ. Đi là không được đây nha. Đi đường bên kia nha. Thấy người lớn mà không chào là thấy anh ghét rồi đó.
cái kênh kia đăng lên không được 300 lượt xem nữa mà làm mấy kênh nữa. Không mà lại đây mở lưới qua được anh. Mở lưới cho. Ghê quá, ghê quá. Gì? Ừ, cá chết rồi, ba thấy rồi. Hứa khuya xưa khuya xuống sáng xuống sớm mà dậy rồi sao ta? Đi đi 5 giờ á. Chào bác. Chào cô. Dễ quá. Anh đâu? Anh Minh. Minh đây hả? Đây là cái thao bột để hồi mình đổ xèo nè. Còn cái này xài là làm gì rồi bác? Làm gỏi chung với tép, ốc đắng rồi. Với ốc đắng, mớ sen. Còn đây là bột mẹ pha sẵn rồi. Chỉ biết hồi mình đã bánh xèo. Ăn với đâu sống. Hello chị. Hello. Dạ. Ủa, dạ. Người có mình em dạ, mấy người đi về sao vậy? Ủa, còn chờ thuốc đâu? Hả? Đi đâu? Sáng đi giờ đã sớm không chị? Không thì cũng đi ăn uống rồi xong rồi mới qua đây thôi. Ở bên thị xã đây nè. Dạ. Yeah. Có đồ đạc gì cần lấy mình đem vô luôn nha chị. Để mình bỏ chọn mấy cái này đi. Cái thùng bia này nó bị xúc ra nên coi chừng nha. Dạ. Yeah. Cái này coi chừng nó đổ nha. Chào em. À có mẹ nữa kìa, mẹ mua chở luôn kìa. Vô sao cũng hé đủ rồi chạy đi về này hai cái sao nó chạy được cái này thôi dưới đồng này nè xe viên lên đây okay, rồi, cảm ơn. Này này kênh buổi gặp chân chủ em coi em chào em dạ mấy cái đồ niêm này chắc đấy hả có chị Thảo với anh Phúc mua tặng cho mến nghe ha. Dạ. Nè cái nồi lẩu lẩu điện nè. À dạ. Dạ. Rồi em cảm ơn chị Thảo. Dính cái đó dễ đi lắm. Đã lâu lắm rồi em về đi qua cầu dừa. Qua cầu dừa đúng rồi. Hát luôn ngoài cái cầu dừa. Đi hả? Ai cho Kỳ đi giỏi không? Con chó nó qua cầu luôn rồi. Nãy con gà nó đi luôn rồi. Đi qua ghé thôi chứ không có ở đó. Đi ra khách sạn thì sẽ ở. Đó chứ về đây cũng không quay ngủ ở ngoài gì. Như bánh xèo không chị? Dạ, đang kêu bánh xèo chị. Vợ của anh Phúc. Vợ của anh Phúc á. Rồi đi. Xa đâu xa ta chặt dừa vô uống nước ta. Vừa không anh? Vậy là hơi nhỏ đúng không? Cốc miền Tây hơi nhỏ có là bự hơn. Hơi nhỏ hả? Ta bận áo vô còn này mang đôi dép vô bị dính là thành viên của gốc miền Tây. Sau này nhớ ủng hộ kênh của mình nha. Kênh Phúc Tiên hả? Phúc Tiên. Nói chơi nha cả nhà. Mọi người qua uống nước dừa cho mát cái đi. Bé Tiên vài ngày nữa bé Tiên về Mỹ rồi. Bạn có uống nước dừa trực tiếp vậy luôn chị? Không, không có gì đâu. Bánh đào không? Một bán ngay sẵn đâu. Nó nhập qua, nó nhập. Không còn được tươi ngon. Lấy lấy cho ngon. Tươi ngon. Nước dừa. Nước dừa tắm nước dừa hả chị đây? Chạy ra chơi. Cãi cho bánh đây. Chơi hốc nó hay hơn đúng hả? Bánh xà này chưa? Chị Tiên có đẹp. Chị Tiên nhanh. Thấy bây giờ rồi. Chị uống nước dừa chị. Nè.
không bự chút nữa mới mới kê được. Anh Hải, anh Hải, anh Hải ơi. Anh Hải trực tiếp luôn. Anh về đây. Đưa chị cái này. Chết luôn á, nó còn bó. Lúc anh uống trực tiếp luôn anh không lại mà lấy mình. Mình hơi nhỏ thành ra không có cái size của mình. Cái này là bự nhất rồi. Nó có gà rồi chứ không có bự. Nhưng mà nó bó bụng nó khó chịu á. Cỡ cỡ rộng rộng vậy thôi. Dạ, đi bộ Cần Thơ nhỏ nó kéo vô làm chơi cho vui. Có hút mà. Chú cái đó kìa. Nó chẳng để chạy ra kìa. Chọc 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 chưa được nào này chưa được cứng không? Vậy nó uống nó mát rồi. Đúng rồi vậy mát da. Cứng quá uống da vậy đó. Giao cho cái đó. Trời xuống bánh tre giết rồi coi kìa. À, giỏi không coi professional luôn rồi đó. Chuyên nghiệp luôn ha. Chuyên nghiệp luôn hả? Em dân bánh tre. Ủa cũng dân bánh tre luôn hả? Sao nữa? Sao luôn. Người ta chặt vừa có ba nhát à, ông nãy giờ ông chặt vậy. Quá trời hả? Quá trời nhát. Ồ, phải mình biết biểu diễn chặt dừa cái mình chặt cho người ta lé mắt chơi ha. Đâu thử anh Phúc ngồi xuống chặt thử. Được. Chặt dụ anh ngồi. Bây giờ chặt dừa mà ngồi ghế mới là ấy ngồi thường dưới đất là thường rồi. Ngồi ghế chặt dừa. Nhưng mà chúng đứa mình đi có được không? Được. Được chứ. Được rồi, được. Ra làm gì mà. Hả? Đã bị sẵn rồi. Ông nào không? Không. Em có thùng luôn á. Có mấy cái thùng đem theo mấy cái can thôi được. Dạ. Đúng không? Ừ, cái can là được. Lấy cái phi cho tiên thôi. Hút dù gì cũng bập bẹ vô tới được bập dừa. Anh Phúc ăn gì hít vô một hơi sau nghe nổi lên. Anh. Thôi chạy ngay. Đúng không vậy nè? Hôm qua nghe cô Út quảng cáo nói là gà Bến Tre béo lắm, mình hỏi vậy gái Bến Tre nó béo không? Gái Bến Tre dễ thương không anh Phúc ơi? Nói gà Bến Tre ăn mấy cái ruột dừa béo hả? Béo lắm. Hỏi vậy gái Bến Tre. Ăn mấy cái này nè nó mới ngon. Dạ cái đường này có cần đâu. Không gì. Lại cái rổ được cái nào chưa mẹ? Nhóc. Dạ, đó, 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 đó. À đây. Mới xào rồi rồi á. Quá trời đó. Bắt bỏ chắc chưa? Em mến quá trời kìa. Chặt đây là làm nước mắm rồi hả mẹ? Đây là chặt luôn em. Đây là đây ớt chiên nước mắm rồi đúng không? Còn nãy gì mẹ? Cái đó là cái bắp bò anh Hải mua luộc mà. À luộc mình ăn luộc xả. Luộc xả. Chấm mắm nè. Đây có xèo. Hết rồi, chấm mình lấy nào bây giờ mình chiên. Nhìn hấp dẫn à. Mắm ăn được chưa? Mặt keo mắm ăn được chưa? Keo mắm ăn được. Nó bụng quá. Anh Tấn đổi xèo à? Lấy cái này ra đi. Quay lên đây. Được không? Được không? Được không? Em xấu chưa? Mắm chua bữa qua ăn với đậu rồng. Này có bông xấu. Chưa đỡ không mẹ? Không mình phải cầm á, mình phải cầm. Để con thử trổ tay coi. Cái này chắc bóp chắc ăn luôn. Đó, tầm tạm ha. Lấy cái dĩa. Cho cái dĩa. Cho chồng bóng tay nha. Ồ, nhìn nhẹ chứ. Dạ, để đây ha ha. Để lên đây nè. Vậy con giúp con hay không nè. Nè, để lên hả? Dạ. Cái này chưa biết. Để cho con đổ một cái nha con. Đổ dầu vô lấy dầu vô. Đi khóa này rồi về anh bán bánh xèo luôn. Dạ, chứ này hả? Về tất nghiệp bán bánh xèo không con. Quay lên, chứ đổ quay lên hả? Tôm trước hả chị? Mấy con chị? 5 con, 4 con. Bỏ nhiều quá. Bỏ nhiều cái sao ăn sâu con bột không bỏ. Bao nhiêu đây là vừa phải không? Không có. Tìm. Lấy giá nhỏ đưa nó cho tôi giá. Lường chưa? Cái sao của tôi nãy đâu vậy? Của cô chưa vàng nè. Đó. Đi miếng nữa. Cái là múc. Là chị thấy rồi không vàng mà ấy thì nó cũng ngon. Không có được tròn. Đâu có, con hay cầm đó. Con sáng thôi, đã đâu để con. Cầm lên, đúng rồi. À, đây anh đổ bánh xèo rồi.
Rồi tròn ơi, tròn ơi. Rồi, tròn quá tròn luôn. Rồi, cho rồi, giá vô. Giá vô. Rồi. Rồi. Này thất nghiệp đâu có bán con. Dạ, rồi, rồi, cái này có thêm ngày nữa. Cho người ta thấy mà nó không cấm. Nãy giờ em cũng quên, cũng có giọng luôn. Thôi á, mắc đền anh à. Đâu phải mình anh đâu, mắc đền nhiều người. Đây, cái này là cái món à. Ôi, nóng quá. Tép luộc thịt dừa. Ôi, nãy bỏ nhiều quá, mình để đâu cho hết ta. Chỗ mà để trời. Vậy vậy ngồi, ờ, đó, ờ. Hả? Ăn cái gì? Ăn hả? Ăn trái khóm hả? Giờ dạ, lại xin mẹ đi. Cái đợi rồi ăn trái khóm mà rồi. Ăn đi con, lấy bóp ăn lại đi, bóp ăn lại đi. Mời ăn. Nhưng mà cái này là không kẹo rồi, nãy lấy là tôi đổ. Ấy mày nước chấm không kẹo à? Không kẹo nó phải làm kẹo rồi hết. Làm kẹo là nó vừa dính luôn. Tại là không làm rồi nếu mình có. Rồi ai ai trống rỗng làm giùm món này đi. Rồi đây đây đây. Mà làm sao? Rồi mời cả nhà vô. Tự nhiên nha. Cái bàn này. Tự nhiên cả nhà tự nhiên. Em quay với ấy không cần ấy không. Coi như nhà mình đi. Để. Tự nhiên. Ơ chưa có chén. Chưa có chén. Lên ngồi nhìn không? Ăn được. Quá rồi mấy người lòng quá rồi. Mình giờ mình dùng bằng tay đi. Bánh xèo mà. Cầm mới cuốn được. Mà nãy làm cho mình đứt tay rồi sao mình lột ra. Cái gì cái chanh đâu có gì mất mà. Ờ sao nãy cái chanh cũng mất tay bằng tay thôi. Hết cho máu rồi. Bị gì? Nó nhức thôi chứ. Cái chanh đó là hai thân chanh cái gì bự bự chẳng. À bị sao mà sao đứt? Có cái gai. Cái gai. Cái bóc vô đứt. Nó lủng nó đâm nó không phải đứt. Mình tưởng hoa hồng mới có gai thôi chứ ai. Vậy chanh cũng có hả? Đẹp không hà? Cái gì đẹp là có gai chứ không phải mà trái chanh không. Giá đẹp không gai. Ủa chị đâu rồi? Ủa chị đâu rồi? Rồi chị đi. Chị. Chị đi đứa tay. Giờ để cho con. Cái đũa này giấy rồi. Chết. Chết gì khỏi hả? Bánh có đũa chưa? Ăn bánh xèo là phải ăn bóc nó mới ngon. Dạ. Ăn nữa là nó không ngon. Rồi ngồi đi mấy chị rồi nè, ngồi đi. Đây còn nước. Bạn nằm với đi qua đây đi. Đó, mình ngồi bên đây đi. Cho đủ bàn chứ. Đúng rồi, rồi mình lên luôn đi. Anh Minh với anh khách và khách hàng khách hàng. Chuyện gần qua bển giao lưu không? Hai hồi đi vậy? Tăng tăng đi tắt ra cả cô chú á. Cái ly này của anh Minh. Cô chú. Ngồi không? Ngồi lại bàn này cái quay một cái. Cũng để cho những người mà có ký lô ngồi. Mình vô nó nhỏ quá. Anh Minh với thôi không được vô không ơi không ơi chứ làm cái bánh cái lô rồi ý là nói có xăm thi mình tắm ra thảo không nói xăm thi thôi 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 không ngồi đi con không tới đây dạ có đây vô đốt anh em mình hùng nè mến đâu chị khỏe cho đi đi quanh đâu đi quanh đâu vô nè một hai ba vô sức khỏe hết nè mời cô ngồi luôn ngồi đi con ngồi đi con ngồi đây luôn nha ngồi luôn đi.
ngồi đi, thôi ngồi này. Đầu tiên cho mình bóc cái này. Rồi, thử bánh xèo đi. Em thử cái món gỏi, gỏi xoài. Cái này phải hai giờ dễ đâu mới được rồi. Đầu tiên thử nha. Có nào là anh Vui. Ủa gỏi xoài mình chấm gì, chấm nước mắm hả? Chấm gì chấm? Chấm nước mắm. Vừa, vừa. Ủa còn cái nào là mình cuốn bánh tráng là cuốn cái gì? Rau nè. Không có. Cuốn xèo. Như ngồi đâu? Cuốn bánh xèo. Không phải, hình như ăn cái gì đó, ăn cái chắc. Ăn bánh tráng, ăn này. Rau nữa nè, rau này rau quế nè vậy. Ăn bánh tráng, ăn cái gì? Bánh tráng tép. Cuốn tép phải không? Rau. Dạ em đã xong hả? Đã xong á. Bên ngồi ăn đi mình. Dạ thôi, hồi nay em ở đâu? Này lá cách nè, lá cách mới hái. Con dễ ra để xào quá, xào làm gì vậy? Để đâu có mà không chờ, để vô để chờ đây, vậy để chờ mày. Để bàn cũng tròn nhỏ. À, lá cách nó để mình. Chị Thảo chị Tiên cuốn bánh xèo bằng lá cách nè chị. Ví dụ mà cuốn được anh Phúc anh cải cái lá cách ngoài anh Phúc. Hả? Cải cái rửa mà. Lá rau nó nhỏ thì cuốn cái lá bánh tráng ngoài cũng được đó. Anh cuốn được mà. Dạ. Cuốn cái khăn này cái gì? Lấy nước gì, nước đa nước cái chặt cái vừa cho vợ của. Thôi được rồi, uống miếng. Chị Thảo nó nè, uống nó vừa đi hai lửa nó lọc. Không phải được. Để mình ăn đi. Chặt mình nó vừa đi. Chặt trái đi. Giờ mình chặt vô nếu vô. Gỏi gỏi tôm hến ngon kìa. Ừ, làm gì? Ốc ốc đắng chưa hết đâu. Ủa? Không phải con hến hả? Hến đâu? Nó buổi sáng anh em mình đặt đó. Quên. Đây còn ghế nữa cho vô luôn. Ừ, vô đó đi. Để đi. Rồi cho mình vô luôn. Lại bưng dĩa ra đi. Bưng bớt bưng. Bưng cho bưng đôi dĩa đi. Nãy còn nhiều lắm á. Nước vừa không á. Không chặt á. Chưa không có làm á. Anh Savi với anh Phúc thử nhái đồng đi. Nhái vô ớt đồng á. Ăn đi ớt đồng. Tối. Dạ, mua đang cho của người ta cắm á. Người ta đi cắm câu á rồi mua. Mua tới cả 2 kg mà xảy hết cả ký. Vô thôi. Nó nhảy ra bỏ làm đi. Làm đi ngại á. Con rồi lại ăn đi. Anh Phúc ăn ớt đồng đúng rồi, cái đùi ớt đồng luôn là anh Phúc. Đúng quá. Tại nó bự nắm dễ lắm. Nắm dễ lắm. Cái con ớt này là bự nhất, đặc biệt nhất. Đùi nó cũng vui vụ này không? Ờ vậy à. Hả? Chị Tiên là như không ăn hết được hay vậy nè. Bên ơi, sớt vô cái ly này nè. Bên lại đủ quá. Còn này nè. Nước hết à? Không. Cái này bự lắm, nước nhiều lắm. Để được. Rồi đổ vô là chi ra cái được không? Lấy cái ly là chất. Ừ, chung luôn được á. Chung luôn đi, chung luôn đi cho vui. Không đủ anh, đủ đủ. Em nhỏ, em nhỏ em ngồi ngay cái eo. Em nhỏ ngồi ngay cái eo. Ăn luôn. Không quá. Ăn hai bên. Ăn hai bên luôn. Ngồi ngay cái eo. Tắm đồ đây à. Dạ. Hải nhỏ hãy ngồi ngay cái eo là vừa y luôn à. Sáng giờ. Hải nhỏ quá ngồi cái kẹt. Sáng giờ chút nữa. Không ơi đứng sát ngồi chậm sao. Con này. Cái này để sao đi mẹ ơi. Chị vô chị ngồi để coi cái đẹp lạnh này để lên để dương á. Dạ dạ. Để mé. Để mé lúc làm để. Chứ chưa có làm cái đó. Ờ để mé đi. Mình đi vòng vòng. Để chế độ lái tự động đi. Bên ngồi luôn anh. Này tôi vừa nè. Có ai nữa đây mình. Đây mình. Đây đi. Qua đi mình. Ngồi đâu được nó chặt tức. Để còn ăn cái dễ dàng cái bàn ra tí xíu. Giữa ăn hai bên luôn anh này. Vậy xài chén. À chén là vậy đó nè. Cho chỗ cho ông Mến. Cho Như ơi, Mến nó đứng quay được anh. Em giận anh luôn á. Tự động đi. Chim. Cái này có thải phải không? Ừ. Mấy anh em mình vô ngay sao đi mà anh Phúc mà chú vô 1 2 3 vô nè 1 2 3 vô chưa vô xong mà vô vô không có nhảy đi hả vô bà xui mình la sao mình lúc này mình sao mình làm sao Ủa, kêu giùm mà chị nguy hiểm quá đi người đứng xe
Hình như đi xuống Bến Tre người nào cũng có Hình Thành cũng có Bến Tre luôn. Khó về luôn á. Đâu có đâu. Ngại có mà ai mà độc thân là bị khó về rồi đó. Ai có nhưng mà chưa. Còn chưa có đâu. Ông chưa nè đó. Đang rủ đi nhiều lần nữa cái bỏ em luôn về đây nữa mất công. Hiện tại thì giờ mấy anh với chị dùng xong mà giờ chuẩn bị dạy xuống ghe đi chặt dừa nước với hai bần. Em dao và muỗng. Không có gì nước gì nha. Dạ. Cho dao chở gì nha. Chở nhà chứ không chở đây ai luôn hả? Chở gì về, chở đi về không chở được, chở được đâu. Chở giờ lắm đầu lắm. Dừa nước, chở đâu được. Về nhà, về nhà rồi ai mà kiếm mặc cái áo thật là xấu mới chạy dừa nước. Cái bạn là dính lại cái áo này là khỏi. Dính là khỏi luôn. Ngồi gần là dính là sử dụng luôn. Chạy lại chút về. Rồi. Bây giờ thì kiếm cái dừa nước với mấy trái bần nha cả nhà. Anh Phúc ngồi xuống như sao luôn. Một buồng đầu tiên rồi. Chưa không? Thấy tạm tạm đó. Hả? Tạm tạm nè. Tạm tạm hả? Đây, khu hoạch. Khu hoạch dừa. Được hả? Anh Minh khu hoạch dừa đây. Ủa, cái xào của nhà đó. Cái gì giờ này mà ai điện nữa vậy? Cho nhiều vô. Không tiền vô. Dạ nè. Mình ngon nè. À, chuyện đó. Mấy chú này nè. Để cho điều nghe. Nhiều đã đủ rồi, nhiều quá. Vậy là sao bớt? Vậy sao? Tại vì mình ngồi trước nó bị khẩm mình sao? Anh Minh lượm cho em cái trái dừa nước ngay chỗ dưới cái trà dưới trà ngang. Đây hả? Ừ. Nhỏ mấy cây bự kìa, cả đống kìa, chỗ cái bụi đó kìa, nhóc luôn nè. Cảm ơn nhiều. Trời ơi, nó chào em. Rồi đây nè. Được một mấy ly tại vừa có hơi già, được mấy ly anh em chặt nãy giờ. Ngon mà con. Không, cái vừa già mình bỏ lại. Bắt cô làm thật nè. Ngon quá. Đâu rồi? Không. Rồi xin ly, cái này xin nha. Cái này Phúc có ăn chanh nhét vô miếng cho nó chua ngon lắm. Phúc. Có chanh đâu mày? Chanh đâu? Có bưng ly chanh luôn kìa. Chanh đâu? Nhét chanh miếng chanh nó chua ngon lắm. Lâu quá về ăn mình bé ngon hết đi. Chơi hết ly luôn anh Phúc ở đâu nè. Bỏ ở đây kìa. Rồi nó nói hồi nhìn lại hết ly luôn. Mà dưới anh Phúc còn mình bé bên Phúc không? Có. Ăn kẹo nè. Dạ. Ăn kẹo trước đi, ăn kẹo trước đi ăn đó. Dạ. Mình thích cái mùi thơm của này. Vừa ha. Mùi thơm. Mùi thơm. Nhìn mình, nhìn mình. Mình đứng đó mình là mình đã nghe mùi á. Có cái bông á.
có cái thằng nào nó ở Bến Tre mà nó chặt cái bông á anh, nó làm cái đường rồi dành cho những người bị tiểu tiểu đường anh. Nghe chanh à? Nó làm giống cái lấy nước cất cái cây như có mình chanh được không? Có chanh chưa? Chưa chưa, em chưa dắt mà. Cái dùng miếng nó mới ngon, có hộp á. Đỡ hộp. Cái gì em gọi em đưa cho. Gần. Nó thôi nhiều quá là chua. Ăn bé đó chắc nó ở trong thành quá. Em gọi không cái này. Nó lấy cái bông dừa nước này. Có hút không? Cái miếng không? Cắt ra cái nước giống như vậy. Quẹt cái bông. Đường dành cho người tiểu đường. Ngon không? Không mùi vậy không? Này đúng không? Dành chứ nghe chơi. Là ôi chị Tiên, vậy là ngày mai chị lên Sài Gòn hay là giờ đi lên Sài Gòn luôn rồi à, giờ đúng không ạ? Thôi vậy chúc hai anh chị về bển vui vẻ nha, dịp nào còn dư phép thì về chơi nữa nha. Dạ sư nào có dư phép về chơi đi cày kiếm tiền như nào thì em cũng phải vậy thôi. Thì chúc hai chồng về bển làm việc vui vẻ rồi sao phép lại cái về chơi nữa. Tụi em lúc nào cũng chờ đón mấy anh chị tới. Ủa thứ tư mới đi mà. Tiếng mà bay như chim. Vậy? Thứ tư mấy bài hả? Thân này có một mà phải chia ra nhiều chỗ. Trời còn nhiều chỗ. À con quất con quất cái gì cho em xin phép đi hết trơn ha. Đi hết trơn cũng buồn thôi. Hẹn anh dịp khác dạ. Dạ. Có dịp khác hàng quê em lên. Cảm ơn em. Dạ. Lên trình bày chương trình đó. Không kêu nữa đây. Không kêu thôi đi thôi. Không biết coi là có ham phiền. Cảm ơn nha. Không có kêu hết chứ. Rồi để em đưa ra ngoài. À khoan, còn lấy đồ nữa nha, còn mẹ em có gửi mấy trái quýt cho anh chị. Ở cái đâu ngoài đi tính. Đúng rồi. Người quê chỉ có nhiêu đó thôi, thiệt tình vậy đó. Vậy ai đưa đi. Đây. Anh nghĩ em đi. Mình đi trên có gian về. Cái đó em đó nha. Có gì mình bỏ lên. Để hai xe đều luôn rồi. Chờ được kia. Anh mình vậy luôn hả? Để mà vậy có đi vậy vui chứ không? Nhiều chỗ được, đi được nhiều chỗ. Nhưng mà đi ở làm gì? Dạ. Về đất gì đất luôn. Nó cũng kéo ở lại bây giờ. Ở bên này không ở bên kia. Dạ. Nó chỉ xuống ra. Dạ. 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 Rồi chào tạm biệt mọi người nghe. Giờ thì giờ mấy anh em đang chuyển bị ra ngoài xe. Rồi hẹn mọi người ở tiếp theo nha. Rồi, chào mọi người.